tóm tắt đi. Ờ, trong đó con thấy có khai khát tái hiện hữu thì tiếp là tiếp tục tái sinh. Con lại nhớ ra đây này, chúng ta tiếp tục tái sinh là do chúng ta vướng kẹt tham ái. Rồi có một cái bay của một ngôi chùa có lực tương tác ta cao, rồi chùa rất đông Phật tử, thì ước nguyện sau khi chết hay đại loại là muốn kiếp sau sanh ra, có một ý nhỏ là sau khi chết muốn sanh về nơi ít Phật pháp để kiểu là giáo hóa chúng sanh nơi đó, thì con không hiểu là muốn sanh về nơi ít Phật pháp có phải là khao khát tái hiện hữu hay không. Tóm gọn đi, nó có hai loại như thế này. Thứ nhất là đối với một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì vị đó nỗ lực thực hành, vị đó biết rõ là con đường còn rất là xa nhưng mà vị đó vẫn nỗ lực thực hành để đi đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nhớ giùm một chuyện, vị đó không hề có sự mong muốn tái sanh, nó giống như là chẳng đặng đừng thôi. Sư đưa ra một cái ví dụ nó đơn giản như vậy đi, tức là bây giờ á mình đứng ở bìa rừng nhưng mà vẫn còn ở trong rừng, thì nó có một con sông, cái rừng nó đang bốc cháy và nó cháy tới nơi rồi. Mình biết là với cái sức của mình á, mình lội qua sông rất là dễ, nhưng mà còn rất là nhiều người họ không biết bơi, thì mình nghĩ với cái sức của mình á thì thôi mình ráng mình đóng cái bè để đưa mọi người qua sông đi. Nhưng mà trong thời gian đóng cái bè đó, vị đó thừa sức biết và nhận thức được một chuyện là không thể ở đây thêm bất kỳ lúc nào nữa. Cái chuyện mà tốn thời gian ở chỗ này á là cái chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì cần phải có thời gian để đóng cái bè. Nó khác với cái chuyện một người họ thích ở lại cái bờ bên này mặc dù khu rừng thì đang cháy. Nhớ nha, hai cái này là hai cái khác nhau nha. Đừng có gọi là đánh tráo khái niệm, nó không có nên. Cái thứ hai là có rất là nhiều cái chuyện chúng ta ước muốn thì nghe nó rất là hay, nó rất là sang, nó rất là cao cả, nhưng mà cái thực lực của mình nó không theo kịp cái ước muốn, mà thiên hạ gọi là ảo tưởng sức mạnh. Nó giống như cái kiểu là không biết bơi thì làm ơn làm phước đừng có nhảy xuống nước. Nếu mà mình không biết bơi mà mình nhảy xuống nước á, là mình chết đuối. Hoặc là anh không biết bơi, anh không dám nhảy xuống nước, bởi vì anh biết là anh nhảy xuống anh sẽ chết, thì anh cũng làm ơn làm phước đừng có ra vẻ là mình chuẩn bị nhảy xuống nước để người ta khen mình hay. Nắm được cái sư muốn nói không? Anh không nhảy xuống thì anh đừng ra vẻ là anh nhảy xuống để người ta khen mình hay. Cái chuyện mà mình nguyện nó cũng vậy đó. Muốn làm một vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, nó không hề dễ. Và những vị đó đó, cái năng lực của các vị đó mạnh lắm. Mạnh ở chỗ nào? Giới, định và tuệ rất là mạnh. Nếu như mà vị Bồ Tát đó sanh vào Bồ Tát chánh đẳng giác, sanh vào thời kỳ có Phật ra đời và xuất gia đó, vị đó ít nhất làm được chuyện này nè: giới hạnh trong sạch, chứng đắc thiền định và thần thông. Mình làm được vậy không? Trong khi đó đó, nói nó buồn chứ mình sanh vào thời kỳ mạt pháp này, cái chuyện giữ giới nó rất là khó,
Đó là chưa kể nhiều vị còn nói bây giờ tôi giữ giới thì cũng không có mặn mà cái chuyện giữ giới. Mà anh đã không giữ giới được thì cái sức tu của anh được bao nhiêu? Đấy. Rồi định và tuệ thôi khỏi bàn, tại không có giới thì định tuệ ở đâu ra? Mà mình á, thì mình nguyện cho nó cao, nguyện cho nó dữ dội lắm, mà giới thì không chịu giữ, tu thì cũng không chịu tu. Mình lo mấy chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ, rồi mình nói đó là hoằng pháp độ sinh. Thì nó kẹt lắm. Một vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, có ba thời kỳ. Một là phát nguyện trong tâm, hai là phát nguyện thành lời, và ba là được Phật thọ ký. Cái giai đoạn phát nguyện trong tâm á, tức là tôi có nguyện á, nhưng mà tôi không dám nói, tại vì nó ngại, rồi mình chưa có đủ mạnh, mình sợ thử thách. Qua giai đoạn đó rồi mới đến giai đoạn phát nguyện thành lời. Thành ra đừng có nghĩ cái chuyện mình mở miệng ra mình phát nguyện thành một vị chánh đẳng giác nó đơn giản. Nhưng mà một khi mình đến giai đoạn này rồi, đặc điểm của vị đó là gì? Dám chịu thử thách. Tức là anh dám mở miệng ra anh nói đó, là anh phải dám sẵn sàng hy sinh toàn bộ tài sản anh có. Anh dám sẵn sàng hy sinh từng cái bộ phận trên cơ thể anh. Anh dám sẵn sàng hy sinh tính mạng của anh. Đó là vị Bồ Tát mà đến giai đoạn phát nguyện thành lời, là vị đó đã rất kiên cố rồi. Mở miệng ra là để cho chúng sanh thử thách. Giờ mình đến gặp những cái vị mà phát nguyện thành lời, thử mấy cái đó coi. Thành ra là mình biết gọi là đồ thiệt hay đồ lô là mình cho nên sư mới nói là có nhiều khi ước nguyện thì rất là cao, nhưng mà thực lực á, thì nó phải theo kịp cái ước muốn. Còn thực lực của mình mà không theo kịp á, thì thôi mình phát nguyện thành lời đi cho nó chắc cú. Chứ còn mở miệng ra mà mình nói được mình làm không được thì nó kỳ lắm.